Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Vâng, thưa các bác, thì trước mặt các bác đây thì có rất là nhiều các cái dòng loa, đúng không ạ? Rất là nhiều dòng loa. Thế thì trong cái video này thì chúng ta sẽ làm cái video nào để các bác có thể là dễ dàng mua này, mà chất lượng nó tốt này, giá thành nó rẻ này. Thì bây giờ thì chúng em sẽ lựa cho các bác một dòng loa đây rồi, rất là nổi tiếng đúng không ạ? Đó, và hôm nay chúng ta sẽ nói về dòng loa Bimby 2000. Đó, Bimby 2000 các bác nhá. Rồi, ok. Và đây chính là dòng Bimby bãi này các bác này. Đó, các bác có thể thấy là về chi tiết vỏ bên ngoài thì các bác có thể thấy này. Đó, nó chỉ hơi xước một chút thôi. Còn tình trạng của sản phẩm thì vẫn còn mới đến 98%. Đó, đây là hàng tuyển nhá, thế nên là hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái chủ đề loa Bimby này. Cũng có rất là nhiều anh em thời gian qua săn đón và tìm những cái dòng Bimby giá thành nó hợp lý. Đó, và cũng thưa luôn các bác rằng là đây là mẫu Bimby bãi Trung Quốc sản xuất nhá. Đấy, ngay từ đầu video em sẽ nói luôn về tình trạng xuất xứ, nguồn gốc và giá thành, chứ không để đến cuối video các bác em mới báo. Vì là cũng có nhiều anh em là thích xem thì muốn mua thì chúng ta xem thôi, còn anh em nào mà không muốn xem những cái dòng loa Trung Quốc này thì các bác có thể là tìm cái video khác của bên em để các bác có thể xem. Đó, vì là cũng không muốn mất thời gian của các bác nên là chúng em sẽ nói luôn như vậy nhé. Nếu các bác ủng hộ và đồng ý thì cho em xin một nút like. Đó, và với cái tầm giá em đang bán là 5.500.000 này, 5.500.000 nhá, thì chúng ta sẽ có những cái gì thì trong cái video này anh em nào muốn tìm tòi, muốn xem thì hãy nán lại một chút để chúng ta xem về nội thất cũng như là chất âm của loa. Đó, mặt trước của Bimby 2000 thì chắc hẳn là các bác cũng đã quá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Bát 30 và trang bị 4 chép. Thế còn phía sau, đây phía sau đây các bác nhé. Đó, phía sau thì nó sẽ có một cái tem của Bimby này, và tất nhiên rồi, đây là tem hàng nhái. Đó các bác nhá. Đó, nếu như mà hàng chuẩn thì chúng em đã không gọi là Bimby Trung Quốc sản xuất rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nói là Bimby hàng chính hãng. Đó, còn ở đây thì là sẽ là có model là CD 2000 trở kháng 8 ohm 1200W. Đó, made in China, có cái made in China này nó là đúng các bác ạ. Đó, được chưa? Và đây là tổng thể phía sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ tham quan nội thất nó một chút nhé. Mình sẽ tháo ra. Thế nhờ bạn nhân viên bên em là sẽ tháo ra để các bác có thể là dễ dàng xem cái nội thất, đúng không ạ? Mất công xem rồi thì chúng ta sẽ xem từ ngoài vào trong. Xin lỗi các bác, hôm nay là em hơi có vấn đề về đường hô hấp nên là hơi nọ ho một chút, họng của em là đang không tốt, nên là có cái gì thì các bác thông cảm giúp em nhé. Đó, cái này thì nó rất là chặt vì bên này cũng chưa có tháo. Bây giờ mình tháo ra để soi cho các bác. Đó, chép của nó đã lộ diện rồi này. Đây chính là chép đấy. Wow, màng chép của nó rất mềm, sờ rất là sướng, rất là mịn tay luôn các bác ạ. Sờ rất sướng, rất mịn tay luôn. Đó, bốn chép này là chép công suất lớn, giúp cho cái âm chép và âm bát nó hài hòa với nhau. Thế còn những cái dòng Bimby hàng chất lượng thấp ấy thì các bác nghe tiếng chép nó rất là tối. Đó, nếu như anh em nào mua nhiều rồi nghe nhiều thì các bác sẽ biết. Riêng dòng Bimby mà chép nó chất lượng thấp thì chúng ta nghe chỉ thấy tiếng bát là nhiều thôi, tiếng chép nghe rất chán luôn. Đó, nghe tiếng rất là tối, đặc biệt là các bác mà muốn hát karaoke thì không thể thoát được tiếng. Đó, chính vì vậy nên các bác lại phải mất thêm tiền để các bác có thể mua thêm nâng tiếng. Đó, còn những cái dòng này thì chép nó đã tháng sáng rồi nên là không cần phải đầu tư thêm cái gì cả. Về nắp bát là chúng ta có thể nghe nhạc và hát karaoke được luôn. Đó, và đây là củ bát này các bác nhìn này, gân nhé, em bao zin gân luôn anh em nhé, bao zin gân luôn này, rất là chất luôn. Râu của nó thiết kế rất là đẹp. Đó, râu thiết kế rất đẹp luôn này các bác nhìn này, từ của nó này nói là chất lượng không đấy, từ chất lượng các bác, quay rất là chi tiết cho anh em luôn này. Đây có model luôn này. Đấy, có model luôn, có series, xin lỗi ạ, đây là series, cái số series. Đó, nhìn cái củ bát của nó này nó cực kỳ đáng đồng tiền các bạn, cực kỳ đáng đồng tiền các bác nhé. Sẽ quay cho các bác nhìn nhẹ nhá. Đây các bác nhìn này,
đó, nhện của nó như thế này cơ mà. Đó, em sẽ zoom lại cho các bác nhìn nó rõ hơn này. Đó, nó có đáng đồng tiền không các bác? Đó, 5,5 triệu như thế này thì các bác có thể là yên tâm luôn, không phải suy nghĩ nhé. Và những cái dòng loa này thì em cũng đều bao test cho anh em, đều bao test đó, từ đen xì luôn, từ đen nhánh luôn ạ. Đó, đây là dây từ phân tần vào này. Đấy, dâu nhện của nó đây, à dâu côn của nó đây. Nhìn thích không? Đây. Bông tất cả đều là bông tiêu âm nhá, bông thủy tinh nhé. Đấy, bông thủy tinh này. Cái bông này thì các bác cũng hạn chế là sờ vào nhiều nhé, là nhiều nó sẽ rất là ngứa đấy. Nên là em làm video là bắt buộc em phải moi ra thôi. Chứ không thì em cũng không dạy gì em sờ vào đâu. Xíu nữa là sẽ phải đi rửa tay ngay, nó rất là ngứa. Đây các bác có thể thấy này, phân tần của Bimby họ làm rất đơn giản. Tại sao chất âm ra nó rất là hay? Đó là một cái câu hỏi rất là nhiều anh em hỏi, tại sao phân tần nó đơn giản thế mà nó lại hay? Đó, thì đó là một cái câu hỏi đúng không ạ? Còn loa chép các bác nhìn này, đó, nó chép nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Đó, nó chép cực kỳ tuyệt vời chứ, sờ nó rất là mịn vào tay, nó không giống những cái dòng chép rẻ tiền khác. Đó, vân cũng có thứ này, các bạn nhìn dâu của nó đây, đó làm cực kỳ đẹp luôn ạ, rất là đáng tiền. Và đặc biệt nữa là cái dòng này á, cái dòng này thì cái rốn của nó sẽ sâu hơn với những cái dòng kém chất lượng nhé các bác nhé. Đấy, kém chất lượng thì rốn của nó sẽ nhô lên cao một chút đấy, còn cái này thì nó sẽ sâu xuống. Nên đấy là một cái mà các bác có thể để ý trên những cái dòng loa khác. Còn bây giờ thì em sẽ lắp vào nhé. Đấy, nội thất soi rồi, ngoại thất thì cũng review rồi đúng không ạ? Bây giờ thì sẽ là nắp vào để làm gì ạ? Chính là để test chất âm cho các bác, anh em cùng nghe qua chất âm của dòng loa này. Nhìn thôi em thấy rất là mê với những dòng loa này, phải nói là đó là một cái lý do mà giữa rất là nhiều các cái dòng loa ở trước mặt các bác đây mà em lại không chọn làm. Trong buổi chiều ngày hôm nay em lại chọn đôi Bimby này. Còn ngoài ra nếu như các bác muốn mua những cái dòng loa công suất nó nhỏ hơn, giá tiền rẻ hơn, thì các bác có thể chọn những cái dòng loa 850 và 880 bên em nhé. Đây các bác này. Đấy, đôi này là em đang bán giá chỉ có 2.900.000 á, 2.900.000 một đôi, bao ship bao test tại nhà luôn nhé. Đó, đôi này thì được trang bị là bát 25 và 4 chép. Đấy, bát 25 4 chép. Còn đây là bát 30. Đó, 1.000, 2.000 nó đều là bát 30 4 chép. Bây giờ thì em sẽ phụ bạn ý là nắp vào và sau đó sẽ test cho các bác. Vâng, thưa các bác, em cũng đã nắp xong rồi. Thế thì thời gian vừa qua thì có rất là nhiều anh em nói là riêng cái dòng Bimby này, cái tiếng bát của nó xuống cực kỳ sâu, thậm chí là mua những cái dòng loa này thì không cần phải siêu trầm nữa. Vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nó test. Đầu tiên em test tiếng bát cho các bác nha, để xem là có thực sự là những cái dòng loa này tiếng bass nó xuống sâu được hay không. Và sau đó thì em sẽ test một đoạn nhạc vàng, được không ạ? Và xin mời các bác cùng lắng nghe này. Và thưa các bác rằng nếu như chúng ta nghe tiếng bass của loa ấy, thì các bác nên đeo tai nghe thì mới có cảm nhận được là cái âm bass của nó cho xuống có sâu hay không. Còn nếu như các bác nghe bằng điện thoại thật sự là rất là khó để có thể cảm nhận được đấy ạ. Và xin mời các bác cùng nghe qua. Wow, HPA Beats.
Thì đây chính là cái chất âm mà chúng em đang muốn giới thiệu với các bác. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ test qua đoạn nhạc vàng. Đó, em sẽ chọn đại bật bài nhá. Em sẽ chọn bài nhạc vàng này để các bác có thể trải nghiệm. Chỉ với 5.500.000 thôi, các bạn có một đôi loa cực kỳ tuyệt vời. Đó, để mà hát karaoke hay là nghe nhạc thì không phải suy nghĩ luôn. Đó chính là cái lý do mà trong cái video này em đã chọn ra một đôi loa này để giới thiệu với các bác và anh em. Đó, và các bác quan tâm về những dòng loa Bimby thì có thể liên hệ tới bên em để được bên em hỗ trợ. Và xin chào các bác.